Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả của kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Lời đầu tiên cho Khánh Duy gửi lời cảm ơn đến quý vị đã đồng hành với kênh trong suốt thời gian qua, luôn chia sẻ, lắng nghe những bộ truyện, những tập truyện mà kênh đã phát hành. Và hôm nay lý do Khánh Duy làm clip này là muốn có một số vấn đề cần thông báo cho quý vị. Thứ nhất là kênh đang gặp vấn đề trục trặc về âm thanh. Nói thật là cái bộ thu âm của mình nó quá cũ rồi. Và vào hôm trước thì có hiện tượng rè méo tiếng. Mình cũng đang có kế hoạch thay, thế nhưng mà chưa kịp thay thì nó đã hỏng mất rồi. Một sự cố rất là hy hữu. Kênh cũng đang đặt một bộ thu âm mới. Trong khi chờ đợi thì kênh sẽ tạm dừng hoạt động khoảng 2-3 ngày. Và cũng Khánh Duy cũng muốn thông báo cho quý vị đang theo dõi bộ truyện Mãng Hoang Kỷ là để được biết, để đỡ phải trông ngóng. Và tất nhiên sau khi kênh đi vào hoạt động thì Khánh Duy sẽ đọc bù lại cho quý vị những tập truyện trong khoảng thời gian nghỉ này. Rất mong quý vị hiểu và thông cảm cho kênh. Và xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xem clip này. Khánh Duy xin chào tạm biệt quý vị.